Xin chào các anh chị, xin chào. Chúng ta lại tiếp tục nhé. Vâng, thế thì bài học này thì Phan Anh sẽ trình bày với các anh chị về một số những cái chỉ số để đo lường hiệu quả chiến dịch của marketing nói chung cũng như là của chương trình khuyến mại nói riêng. Thì nó có rất là nhiều chỉ số, nhưng mà đây là một số những cái chỉ số cơ bản mà chúng ta cần quan tâm tới, được chưa ạ? Vâng, thế thì đo lường hiệu quả tức là mình biết cái chỉ số đấy là chỉ số gì và chúng ta đặt cái mục tiêu cho cái chỉ số đó, được chưa ạ? Vâng, thì thứ nhất là chúng ta sẽ cần quan tâm đến một số những cái chỉ số như sau. Tổng doanh thu, đúng không ạ? Tổng số lượng đơn hàng được bán ra, tổng khối lượng, cái số lượng hàng hóa, đúng không ạ? Rồi thì bán trên từng điểm bán, số lượng hàng hóa bán trong từng ngày, trong từng thứ nếu mà nằm trong một tuần, trong từng tuần nếu mà nằm trong một tháng, đúng không ạ? Và trong từng giờ nếu mà nằm trong một ngày. Chúng ta phải đo kỹ như vậy. Tại sao chúng ta phải đo kỹ như vậy, các bạn biết không ạ? Bởi vì để chúng ta biết là trong một ngày thì thời điểm nào là thời điểm bán tốt nhất để chúng ta còn ra các chương trình khuyến mại vào cái thời điểm thấp điểm. Đấy, thí dụ như là nhà hàng thì bữa trưa nó đông thì mình đừng có làm khuyến mại nữa, đừng có tăng khách hàng vào bữa trưa nữa, mà bữa tối nó vắng thì mình mới hút, đúng không ạ? Mình đẩy cho cái bữa tối đấy. Đấy, đấy là chúng ta phải đo lường, được chưa ạ? Rồi thì bình quân số lượng hàng hóa bán trên một khách hàng, bình quân là cái gọi là doanh thu hay mình gọi là bill đấy, đúng không ạ? Trên mỗi một khách hàng, trên mỗi một hóa đơn, được chưa ạ? Vâng. Rồi thì thống kê khách hàng theo thời gian như vậy rất là tốt, được không ạ? Rồi chúng ta sẽ phải đo lường về chi phí. Thì chi phí bao gồm là tổng chi phí, tỷ lệ chi phí trên doanh thu, đúng không ạ? Rồi thì chi phí trên mỗi khách hàng. Chi phí trên mỗi khách hàng thì sẽ bằng tổng chi phí chia ra tổng số khách hàng mà chúng ta thu được, được chưa ạ? Hoặc là tổng hóa đơn chúng ta thu được, đấy. Để chúng ta biết được cái chi phí đơn hàng là như thế nào. Chi phí theo từng kênh quảng cáo, kênh truyền thông. Ví dụ như chúng ta chạy Facebook, chúng ta chạy Google AdWords, chúng ta chạy email marketing, chúng ta chạy SMS, chúng ta mua bài PR, chúng ta làm phát tờ rơi, vân vân, rất là nhiều cách. Thì mỗi một cái đấy chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền và chúng ta nhận được bao nhiêu khách về. Thí dụ như là tôi thấy là hiện nay là phát tờ rơi với cái chi phí rất là rẻ, nhưng mà cái hiệu quả rất là thấp, bởi vì gần như là không thể có ai quan tâm cả. Đấy, tờ rơi là một cái hình thức thông tin cũng rất là tốt, nhưng mà bây giờ nó không còn hiệu suất nữa. Bây giờ người ta online hết rồi, máy tính, điện thoại, mạng xã hội, đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta sẽ đo lường về lợi nhuận. Đo lường về lợi nhuận thì chúng ta sẽ quan tâm đến tổng lợi nhuận của chiến dịch, đúng không ạ? Lợi nhuận dương hay lợi nhuận âm, đúng không ạ? Chúng ta đặt mục tiêu là lợi nhuận dương rồi, còn không thì phải hòa vốn, đúng không ạ? Lợi nhuận trên mỗi điểm bán, lợi nhuận trên mỗi khách hàng, hay là lợi nhuận trên mỗi hóa đơn, lợi nhuận trên mỗi sản phẩm chúng ta bán được sau khi trừ đi chi phí. Và chúng ta cũng phải tính được là cái mức khuyến mại bình quân cho cả cái chương trình này là bao nhiêu phần trăm, hay là cả một mùa vụ là bao nhiêu phần trăm. Chúng ta cũng sẽ phải đo lường cái hiệu suất về sản phẩm. Đấy là cái đo lường thứ tư. Ví dụ như là sản phẩm nào bán chạy nhất, sản phẩm nào bán được nhiều nhất, sản phẩm nào đem được nhiều doanh thu nhất, sản phẩm nào khuyến mại sâu nhất, sản phẩm nào khuyến mại thấp nhất, kiểu kiểu như thế. Chúng ta có thể đo lường bằng doanh số cũng như là bằng số phần trăm. Thứ năm là chúng ta sẽ đo lường về khách hàng, đúng không ạ? Ví dụ như là số lượng khách hàng đến, tỷ lệ khách hàng mới, tỷ lệ khách hàng cũ, tỷ lệ chốt đơn trên khách hàng. Ví dụ 100 khách đến thì chỉ có 70 người mua thôi, thì 30 người kia tại sao không mua, lý do không mua là gì? Khách hàng này là tỷ lệ khách hàng mua 2 đơn, 3 đơn trở lên, doanh thu trên 1 triệu trở lên, doanh thu trên 500 ngàn trở lên là như thế nào? Mình cũng phải theo dõi và mình cập nhật vào Excel hoặc là cập nhật vào phần mềm CRM, phần mềm ERP, tùy vào cái việc là doanh nghiệp của bạn có những phần mềm nào. Ví dụ như là doanh nghiệp của chúng tôi có phần mềm ERP thì chúng tôi sẽ cần phải theo dõi những tỷ lệ như vậy để chúng tôi ra quyết định liên quan đến cái chương trình khuyến mại sau này, được chưa ạ? Vâng. Thứ 6 là chúng ta sẽ đo lường về lượt truy cập và hiệu suất trên các cái kênh truyền thông, đúng không ạ? Ví dụ như là số lượng khách đến cửa hàng, thời điểm khách đến, số lượng truy cập vào website, số lượng truy cập vào fanpage, lượng inbox, đúng không ạ? Lượng comment, vân vân. Chúng ta cũng phải đo lường những thông số như vậy. Nó giống như là một chương trình, một cái khuyến mại, cũng như là một cái chương trình về marketing nói chung thôi.
các bạn có thể áp dụng vào khuyến mại, các bạn có thể áp dụng vào chương trình truyền thông và marketing hay sale đều được. Bởi vì các chỉ số này của tôi là các chỉ số rất là tuyệt vời. Tôi đã nghiên cứu trên các cái chỉ số nó gọi là về kinh doanh đấy, có hàng trăm các chỉ số, thì tôi đã tổng hợp lại cho các bạn những nhóm chỉ số như vậy. Chúng ta đo lường càng chi tiết càng tốt, bởi vì có đo lường thì mới biết là tiền của chúng ta ném vào đâu, tiền của chúng ta hiệu quả như thế nào. Bởi vì người ta có một câu nói rất là hay đấy là tôi luôn biết rằng là 50% chi phí về marketing của tôi là không hiệu suất, nhưng tôi không biết đó là phần nào. Tức là một nửa là hiệu quả và một nửa là không hiệu quả. Nhưng mà nửa hiệu quả là nửa nào, có phải là nửa này hay không, có phải là nửa này hay không thì chúng ta không biết, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải đo lường, chúng ta mới biết được, chúng ta mới vung tiền nó chính xác được, chúng ta biết là vấn đề và lỗi của chúng ta là ở đâu, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta cũng có thể là đo lường về mặt thời gian. Cái nhóm thứ 7 đấy là chúng ta cũng xem cái deadline các công việc được giao, đúng không ạ? Chất lượng công việc được giao, KPI công việc được giao có đạt hay không, đúng không ạ? Ví dụ như là thời gian, chất lượng công cụ mà chúng ta tạo ra, các cái biển trưng bày, standee, nội dung khuyến mại, thể lệ chương trình, đăng lên web có đúng hạn hay không, đưa lên fanpage có kịp hay không, hay là ngày mai khuyến mại rồi bây giờ vẫn lanh tanh bành, đúng không ạ? Vân vân. Đấy thì chúng ta cũng có tập huấn cho nhân viên hay không, có tập huấn cho đại lý hay không, chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị cho cái việc đó hay không. Đấy là tôi đang nói về cái chất lượng và đo lường, đấy là đo lường về mặt thời gian. Đấy, rồi thì chúng ta cũng phải kiểm soát xem là cái việc là ship hàng có đúng hay không, có đủ hay không, các đơn hàng có được phục vụ một cách nhanh chóng và tốt nhất hay không. Bởi vì tránh cái trường hợp là chúng ta khuyến mại thì khách mua rất là đông, họ order trên web, order trên fanpage, trên hotline, trên email, và số lượng đơn hàng thì tràn ngập. Vừa rồi chúng tôi làm chương trình khuyến mại, đơn hàng lên tới hàng trăm, hàng nghìn đơn hàng trong cái khuyến mại Black Friday. Thế nhưng mà nhân sự của tôi không đạt được đủ về mặt số lượng người và tốc độ phục vụ, cho nên là nó bị rớt khách rất nhiều. Và như thế rất là lãng phí, và thứ hai nữa là tạo ra cái tâm lý cho khách hàng họ không thoải mái, họ không thấy happy, và đó chính là cái nhược điểm nếu mà chúng ta không chuẩn bị kỹ, đúng không ạ? Là chúng ta cần phải chuẩn bị cả nhân sự, chất lượng, quy trình, đối tác ship của chúng ta để chúng ta có thể xử lý được kịp hết tất cả các đơn hàng online cũng như là các đơn hàng offline, tránh cái việc chúng ta lo lắng về cái chuyện là dẫn tới sự khủng hoảng truyền thông trong khuyến mại, được chưa ạ? Vâng. Sau mỗi chương trình thì chúng ta nên có một cái buổi gọi là tổng kết nhanh, 15, 20 phút, 30 phút gì đó thôi, hoặc là một tiếng cũng được, tùy vào cái mức độ chúng ta họp. Chúng ta đánh giá ưu điểm, đánh giá nhược điểm, đề ra giải pháp và chỉ ra lỗi cho từng người, khen thưởng những cái đội nhóm mà hoặc là những cá nhân mà họ làm thành công, họ làm tốt, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy thì chúng ta vừa quản trị được chương trình marketing, vừa quản trị được chương trình khuyến mại và cũng quản trị được nhân sự rất là tốt đó. Thế thì chúng ta phải rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Định hướng trong các chương trình tiếp theo một cách rõ ràng. Thế thì tại sao chúng ta phải đo lường kỹ như vậy? Bởi vì tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng là chúng ta phải làm việc chuyên nghiệp, và chúng ta cần phải biết rằng là tiền của chúng ta thì đang vứt vào đâu và có hiệu quả hay không. Chương trình nào giảm giá hiệu quả, chương trình nào giảm giá không hiệu quả, sản phẩm nào, cách thức như thế nào, lỗi ở đâu, vân vân, để chúng ta ngày càng tốt hơn. Các bạn bỏ tiền ra học chương trình này của tôi, đúng không ạ? Các bạn nghe các lời khuyên của tôi thì các bạn áp dụng, các bạn thấy nó đúng, các bạn làm thành công thôi, có đúng không ạ? Chứ tôi cũng không quay quá nhiều những cái nội dung mà chất lượng như thế này để, với mục tiêu là để các bạn nghe xong bỏ đấy, đúng không ạ? Tôi muốn là các bạn nghe xong, các bạn kiểm nghiệm và các bạn thấy cái lời khuyên của chuyên gia, lời khuyên của giảng viên đúng là như vậy. Tôi đã không đo lường, tôi đã không chuẩn bị, tôi đã không có các cái công cụ tốt nhất, vân vân. Thì chúng tôi không biết được là cái chi phí, cái hiệu suất nó như nào. Và cứ mai một dần dần, các bạn thấy là càng ngày các chương trình khuyến mại nó càng nhiều, nhưng mà hiệu suất nó cứ đi xuống là do chúng ta không biết đo lường, do chúng ta không biết đổi mới, do chúng ta không biết sáng tạo, chúng ta không biết tận dụng cái hệ thống của chúng ta. Được chưa ạ? Vâng. Vừa rồi thì tôi đã trình bày với các anh chị một số những ý tưởng cơ bản, một số các chỉ số cơ bản để các anh chị có thể là đo lường cái hiệu suất của chương trình marketing nói chung, chương trình bán hàng, và đặc biệt là tôi nhấn mạnh vào chương trình khuyến mại. Được chưa ạ? Nếu như các bạn cần các cái chương trình về bán hàng nữa thì các bạn có thể học cái chương trình King of Sale của tôi.
cũng kinh nghiệm sale by Phan Anh ấy, cũng là một chương trình rất là hấp dẫn, rất là chất lượng. Và quay cũng gần 40 video giải thích rất là kỹ các cái cách thức, hoặc là chương trình khởi nghiệp cũng như vậy, được chưa ạ? Ok, một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.